cộng lại để này sẽ để này cùng cùng tấn công một tội nhé, một phần nào khi rơi vào quả giới này. Như vậy thì quý vị sẽ biết tất cả vật thôi sao, không ngừng là có quả giới này vô cùng thời gian sao, vô cùng lâu. Hôm trước tôi đã nói về bài giảng về kinh địa tạng trong địa ngục, quả giới địa ngục. Có vị đồng tu nào biết không? Quả giới địa ngục là 2000 một ngày đêm ở trần gian, cũng tính theo một ngày đêm ở địa ngục, nhưng khoảng hơn các thời gian khác nhau. Không có thời gian khác nhau. Không có thời gian khác nhau. Một ngày đêm ở quả giới địa ngục bằng 2700 năm ở trần gian của chúng ta. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được khoảng cách và thời gian của địa ngục rất là thành công. Nếu rơi vào cõi giới này thì quý vị phải giữ cho tâm thánh thiện, không được cảm hại bất cứ ai, không được ngạo mạn, không được tâm kiêu mạn, ngạo mạn khác, kiêu mạn khác. Kiêu mạn là quý vị từ kia, ngạo mạn là quý vị coi thường. Đó là sự ngạo mạn của kiêu mạn. Vì khi có sự tác nghiệp dầu không có thọ giả mà có thọ báo, báo dầu chẳng hư không có thọ hòa hiệp, nhưng mà cái trí quảng hầu hết tất cả chúng sinh được dầu 12 nhân duyên chẳng mất, vừa không thấy biết nên không có. Dù cho bậc thập trụ Bồ Tát chỉ thấy trong khoảng không mà không thấy được, không thể thấy được, cũng giống như khi Phật tánh người ra ở bậc thập trụ Bồ Tát thì chỉ thấy được ở ban đêm, Phật tánh ở ban đêm không thấy toàn bộ, nhưng các vị chư Phật thì thấy rõ, các đại Bồ Tát thì đã thấy rõ mùng một, thấy rõ ban ngày như ban ngày. Điều đó có nghĩa là thấy rõ biết hết tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy được sự khác nhau của Phật tánh là các vị chư Phật đã nhìn thấy được nhóm như sự và chắc chắn rằng phần tu chúng ta không thể thấy được.